Khoan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Nay thì em sẽ lên hàng hồ điệp thơm. Cây nhà em có hai màu là màu cam thơm và màu vàng thơm nhé. Đang có ngồng rồi. Đấy, ngồng nó cao khoảng gần một găng tay. Đó, có màu cam thơm và màu vàng thơm. Chất lượng cây thì cũng rất là đẹp. Đó, thường là một cây nó sẽ có hai ngồng. Dễ khỏe, lá đẹp, cây nó cũng không có lỗi gì hết. Đây các bác nhìn bên trong này, cái giá thể của nó cũng là giá thể mới nhá, rất là sạch đẹp. Dễ thì dễ khỏe. Đấy, cây lá xanh mướt luôn, ngồng thì nó béo mập. Đó. Hồ điệp thơm thì nó là cái dòng hồ điệp mini thôi. Mình có thể chơi để bàn, một hai cây để bàn thôi, nó cho hoa rất là thơm. Đó. Có cam thơm và vàng thơm nhá, và giá là 40.000 một cây. Đấy, cây nào nó cũng đều đều như cây nào thôi. Đấy. Đó, nó cũng đều đều như nhau hết thôi. Cam thơm này và vàng thơm. 40.000 cho một cây và ship toàn quốc là 35.000. Rễ bên trong này. Đấy, bộ rễ bên trong đang rất là khỏe. Giá thể nó không bị mục nát gì hết nhé. Giá thể này giá thể mới, vì mọi người chỉ có thay sang cái chậu nó to hơn thôi. Đấy, để cho cây nó phát triển tốt nhất thôi. Dòng hồ điệp thơm này thì em có khoảng hơn 100 cây. 40.000 một cây nhé. Thường ở những cái cây đẹp như này nó ít lắm. Đó. Rễ này, rất là nhiều rễ trắng bên trong chứ nó không phải là rễ đen, rễ xỉn gì hết. Lá cũng rất là đẹp. Đó. Ngồng không có lỗi gì hết. Nói chung là chất lượng cây tuyệt vời luôn. Chúng ta nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Ngồng thì cao tầm khoảng một găng tay rồi. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhé. Các bác nhắn qua Zalo cũng được mà gọi điện trực tiếp cũng được. Đó. Hồ điệp thơm, cam thơm và vàng thơm 40.000 nhé.